Vâng, em xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2022. Em chủ kênh Lan Dương Cương Hiền lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là thôn Lân Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em nên chia sẻ các dòng là 5 cánh trắng Bảo Duy, 5 cánh trắng Bạch Tuyết, 5 cánh trắng Mắt Châu, 5 cánh trắng Phú Thọ, Hồng Xòe, Hồng Minh Châu, Hồng 217, Hải Dương, Hà Tĩnh, rất nhiều các mặt hàng con giống. Chia sẻ tới tất cả các bác, cô chú, anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một cây Hồng Xòe cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Dễ thì siêu khỏe luôn các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay cũng là một cây Hồng Xòe cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Đơn hàng số 2. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông Hồng Xòe. Đây là khuôn bông của bông Hồng Xòe các bác nhé. Một bông hồng rất là đẹp luôn ạ. Trước đây nó là hàng cao cấp các bác nhé. Giá thành nó rất là cao. Bây giờ giá hạ rất là nhiều rồi. Bác nào chưa có giống thì các bác nhanh tay sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 2. À, em xin lỗi, đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay đó là một cây Hồng Minh Châu cắt khúc ươm kỳ. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 3. Cái kỳ này rất là khỏe các bác nhé. Đây, mẹ của nó đây, mẹ của nó vẫn rất là to luôn. Rễ của nó đây, nó có bộ rễ đây. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông Hồng Minh Châu. Đây là khuôn bông của bông Hồng Minh Châu các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. Chậu này về năm nay các bác ngắm hoa luôn. Chậu này phải gọi là quá đẹp luôn các bác nhé. Cái này thì mỗi thân của nó phải tầm 4 mét rồi. Chậu này tầm khoảng 2 mét các bác nhé. Tầm khoảng 2 mét đây. Thân này nó uốn như cái cần câu luôn. Chậu này về năm nay ngắm hoa thì quá là phê các bác nhé. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm 5 cánh trắng Phú Thọ. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay cũng là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Rất là nhiều bác hỏi em chậu nái nhé. Chậu này có 4 mầm gốc các bác nhé. 4 mầm gốc. Nó cũng phải rơi vào tầm gần 4 mét rồi. Như thân này thì cũng phải 4 mét, hơn 1 mét. Vẫn đang đi ngọn này. Đấy. Vẫn đang đi ngọn rất là khỏe các bác nhé. Đây, thân này cũng thế này. Thân này vẫn đang đi ngọn này. Chưa có dấu hiệu thân ngọn. Những chậu này năm nay chắc chắn là hoa luôn. Để các bác ngắm hoa. Những để nuôi được một cái chậu Phú Thọ như thế này thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 2-3 năm các bác nhé. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 750.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Một chậu nái Phú Thọ 4 mầm gốc. Quá là đẹp luôn các bác nhé. Quá là xinh luôn đấy ạ. Thân của nó đây. Rất là to. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay cũng là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này cũng 2 mầm gốc. Đây các bác nhìn thân của nó này. To khủng long luôn. Quá là đẹp chậu này. Ngọn đang đi rất là khỏe ạ. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đây các bác cứ sưu tầm những cái chậu như này. Tác phẩm quá là đẹp luôn các bác nhé. Đây nó cong vắt luôn. Như là cái cần câu luôn. Như cái mái tóc buông luôn các bác nhé. Đây là đơn hàng số 6, 5 cánh trắng Phú Thọ. Hết cái đơn hàng số 6 này thì em chuyển qua đơn hàng số 7 ngày hôm nay. Đó là một chậu 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Cái chậu bạch, cái kỳ Bạch Tuyết này nó dài được 19 cm nha các bác nhá. 19 cm. Ấm chậu. Đấy, con này là con cắt khúc nha các bác nhá. Cắt khúc này. Mắt gốc thì rất là đẹp. Em quay cái này thì có thể các bác sẽ nhìn được không được rõ. Thì các bác có thể kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Cái đơn số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,4 triệu đồng. Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm 5 cánh trắng Bạch Tuyết các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay cũng là một cây 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Cây này củ rất là to luôn.
Đấy, con này nó rất là đều các bác nhé. Cái con số 8 này rất là nây đều này. Đấy, cổ rất là to. Mắt gốc thì siêu đẹp luôn. Cái này các bác, các bạn với em qua Zalo em sẽ chụp chi tiết qua Zalo cho các bác. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,2 triệu đồng. Cái kỳ này 16 sen. Đơn hàng số 8, 5 cánh trăng bạch tuyết. Và với thời điểm hiện tại này thì giá lan nó đã rất là rẻ rồi. Nhưng mà các bác đi mua hàng này các bác cũng hết sức là thận trọng nhé. Bởi vì là rẻ thì rẻ nhưng mà em thấy là vẫn rất nhiều bác là mua phải hàng không chuẩn đâu ạ. Thứ nhất, ví dụ như cây bạch tuyết thì rất là nhiều bác mua phải cây đại tướng đấy ạ. Rất nhiều bác hỏi em là cây này có phải bạch tuyết không, nhưng cây này là đại tướng các bác nhé. Và các bác mua hàng thì cũng lưu ý một chút là bây giờ lan nó có rẻ thì nó cũng không rẻ đến mức độ là một chậu bảo duy hoặc một chậu không tên hoặc một chậu bạch tuyết to mà có giá vài trăm nghìn hoặc một triệu ạ. Cái đấy không có các bác nhé. Hoặc là như hôm trước có anh hỏi em là có chậu ngọc sơn cước đang hoa giá 5 triệu. Cũng không có cái giá đấy đâu các bác nhé. Nên là các bác mua hàng thì các bác phải hết sức là thận trọng. Phải tìm hiểu kỹ trước khi mua. Đây là đơn hàng số 8. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng bạch tuyết. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng bạch tuyết. Một mặt bông rất là đẹp luôn các bác nhé. Quá là xuất sắc luôn ạ. Bây giờ giá nó gần như là giá nó rất là hợp lý để các bác sưu tầm làm giống rồi. Những cái kỳ bạch tuyết quá là đẹp. Nếu như năm ngoái những cái kỳ này nó tầm tỷ mấy các bác nhé. Đấy, bạch tuyết này. Bông, một bông đáng để sưu tầm luôn các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng bảo duy. 5 cánh trắng bảo duy. Cái này thì năm nay về có kỳ chia sẻ giá hợp lý như này các bác nhé. Chứ năm ngoái những cái kỳ này thì toàn vài tỷ một kỳ thôi ạ. Cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Kỳ này quá là đẹp luôn các bác nhé. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 5 triệu đồng. Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng bảo duy. Em mời các bác ngắm khuôn bông. Đây là bông 5 cánh trắng bảo duy các bác nhé. Mặt xưa quá đẹp luôn. Bông này gọi là đẳng cấp luôn các bác nhé. Đây ạ. Đẳng cấp luôn các bác. Bông này phải gọi là quá đẹp luôn. Quá là xuất sắc các bác nhé. Bác nào chưa có giống thì nhanh tay. Giá thì phải gọi là quá hợp lý luôn các bác nhé. Phải gọi là quá hợp lý luôn. Và cái nguồn cây này là của anh Thuần Tam Đảo các bác nhé. Chậu mẹ nở hoa tại vườn rồi. Nên các bác yên tâm. Nguồn tuyệt đối tất cả các dòng mặt hoa bên em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình đều bảo hành tuyệt đối. Bác nào theo dõi em thì biết em bán năm nay là 6-7 năm rồi. Nên là các bác cứ yên tâm. Tuyệt đối luôn các bác nhé. Những cái dòng này. Chứ không có hàng để bán tràn lan đâu các bác nhé. Các bác yên tâm là không có hàng để bán tràn lan, bán kiểu số lượng nhiều với lại giá rẻ. Cái đấy không có các bác nhé. Các bác mua hàng các bác phải hết sức là lưu ý. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng mắt trâu. Cắt khúc ươm kỳ ấm trậu. Kỳ này rất là đẹp luôn các bác nhé. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,2 triệu đồng. Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và đây là khuôn bông của bông 5 cánh trắng mắt trâu các bác nhé. Mắt xước rất là đẹp. Năm ngoái những kỳ này nó rơi vào khoảng tầm gần tỷ các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng 2017. Đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 ngày hôm nay cũng là một kỳ hồng 2017. Đơn số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. Cho đơn số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Cái này nó là mầm gốc vẫn đang đi ngọn các bác nhé. Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đây là khuôn bông của bông 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Cái đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Kỳ này thì khoảng tầm 15-16 sen các bác nhé. Vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Hà Tĩnh này, Yên Thủy rồi Hải Dương gần như là đi xuyên đông luôn các bác nhé. Là đơn số 14, 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay cũng là một kỳ 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Kỳ này thì cũng tầm 15-16 sen các bác nhé.
Đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Cho các bác cô chú anh chị xuống đồng. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Đấy, một bông 5 cánh trắng cũng rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là sai hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng giải phóng. Đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng giải phóng. Vì nó nở vào đúng dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 các bác nhé. Nên là người ta đặt là 5 cánh trắng giải phóng. Rất là sai hoa đây, chùm hoa của nó luôn này. Cái bông này, mặt bông này là mặt bông mới các bác nhé. Không phải là bác nào cũng sưu tầm được cái mặt bông này đâu. Năm nay mới có ghi chia sẻ các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 ngày hôm nay đó là một chậu năm, à em xin lỗi, hồng yên thủy các bác nhé, hồng yên thủy. Cây này thì tầm khoảng 17-18 cm, vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn số 17. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 ngày hôm nay cũng là một cây hồng yên thủy, vẫn đang đi ngọn đấy ạ. Cây này thì tầm 20 cm các bác nhé. Ấm chậu rồi, nó là cây năm nhất. Đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 ngày hôm nay đó là một chậu bệt mắt ngọc Viễn Đông. Cây này thì tầm khoảng 35 cm các bác nhá, 35 cm và cây này đã đứng ngọn rồi. Như cây này là về các bác có thể tét hoa luôn nhá. Có thể tét hoa luôn. Cái đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và đây là khuôn bông của bông mắt ngọc Viễn Đông các bác nhá. Mắt nhung rất là đẹp luôn. Đấy. Bông này rất là thơm các bác nhé. Bông này cực kỳ thơm luôn ạ. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 ngày hôm nay đó là một cây gái nhảy. Cây này tầm 20 cm các bác nhé. 20 cm vẫn đang đi ngọn. Đây, có bộ rễ thì phải siêu khổng lồ luôn. Bộ rễ của nó đây. Quá là khỏe luôn các bác nhé. Và đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và đơn số 20 này cũng là đơn số cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888 hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.